Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị phụ huynh thân mến và quý vị cùng đang theo dõi chương trình 8 chuyện trưa cùng bác sĩ Di Đồng. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác Sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Di Đồng thành phố thực hiện. Và thưa quý vị, đã cận Tết, dịp Tết đến xuân về, bên cạnh chúng ta sum vầy đoàn viên với gia đình, con trẻ vui chơi thì ba mẹ cũng có một cái nỗi lo canh cánh, đó là cái tai nạn hóc dị vật ở trẻ rất là thường xuyên xảy ra trong dịp Tết. Chẳng may con yêu của mình bị hóc dị vật thì chúng ta sẽ xử trí ra sao? Và để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Kiều Diễm, trưởng khoa nội tổng hợp của Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Diễm ạ. Chào Thanh Ráp và mến chào quý vị phụ huynh. Dạ, thưa bác sĩ Diễm, trong dịp Tết thì trẻ thường hóc các dạng dị vật nào? Trong đó đặc biệt là những loại thực phẩm nào có mặt trong dịp Tết là mối đe dọa hóc dị vật cho trẻ nhất? Nhân chương trình nhờ bác sĩ có thể liệt kê ạ. Đối với trẻ em thì cái việc mà hóc dị vật thì chúng ta thấy rằng theo thống kê thì thường xảy ra ở những trẻ mà dưới 4 tuổi là chủ yếu. Bởi vì những cái trẻ này đó thường là tò mò khám phá và nó hay thấy những cái gì lạ thì nó sẽ khám phá, nó bỏ vô miệng hoặc là nó xem, nó hít chẳng hạn. Và đặc biệt ở những lứa tuổi này là những lứa tuổi mà trẻ được cho ăn dặm hoặc là tiếp xúc với những món ăn lạ thì trẻ sẽ dễ dàng bị hóc dị vật hơn. Đặc biệt hơn nữa là trong mùa Tết. Thì mùa Tết chúng ta có những cái loại bánh mứt, những cái loại hạt thì chúng ta hay cho những trẻ cầm chẳng hạn, hoặc là làm quen hoặc là dụ trẻ chơi thì chúng ta hay tặng cho trẻ hoặc cho trẻ những cái loại kẹo hoặc là những bánh mứt. Thì trong mùa Tết thì tỷ lệ mà trẻ hóc những cái loại hạt, những cái loại dị vật mà về ngoài bánh kẹo ra còn có những cái loại đồ chơi, bởi vì ông bà cha mẹ hay mua những đồ chơi mới cho trẻ thì là chúng tôi thường hay gặp nhất ở cái mùa này. Dạ, khi trẻ bị hóc dị vật thì những cái dấu hiệu nào cảnh báo với phụ huynh nhận diện rằng con của mình đang bị hóc dị vật thưa bác sĩ? Những cái trẻ mà hóc dị vật đó thường có những cái bệnh sử rất là đặc biệt. Ví dụ như trẻ đang bình thường, trước đó hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng gì về ho sổ mũi chẳng hạn, trẻ đang ngồi chơi với người lớn hoặc là trẻ đang ngồi ăn, trẻ đang ngồi chơi với bạn bè hoặc là chơi ở trong lớp chẳng hạn, bỗng dưng trẻ bị ho sặc sụa, tím tái hoặc là trẻ bị khó thở thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng trẻ có những cái dấu hiệu rất là đột ngột và diễn tiến rất là nhanh. Cho nên là đây là một trong những cái dấu hiệu mà chúng ta hỏi ra thì chúng ta nghi ngờ nhiều nhất là trẻ hóc dị vật. Dạ, trong dịp Tết thì cũng rất là ngại cái tình trạng đưa trẻ đến bệnh viện để khám, và đặc biệt là hóc dị vật, cái tình trạng nó cũng khá là khẩn cấp như vậy. Thì ngay tại nhà phụ huynh của mình nên xử trí sao cho con thưa bác sĩ Diễm? Đối với việc mà trẻ hóc dị vật đó thì chúng ta sẽ xem xét trẻ. Trước tiên là ba mẹ phải bình tĩnh, bởi vì khi mà trẻ hóc dị vật trẻ sẽ có những cái triệu chứng là rất diễn tiến rất là cấp tính, ví dụ như là ho sặc sụa, tím tái, thì chúng ta cần phải quan sát trẻ. Nếu như trẻ vẫn còn hồng hào, trẻ vẫn còn chơi được thì chúng ta phải quan sát trẻ xem là trẻ có những cái dị vật nào đang mắc kẹt hay không. Ví dụ như trẻ có thể bị hít vào trong mũi hoặc là hít vào ở trong khoang miệng thì cái dị vật đó nó có thể rớt vào ở trong thanh quản và khí quản của trẻ. Khi đó nếu mà trẻ vẫn còn hồng hào, trẻ vẫn còn nói chuyện được thì chúng ta sẽ quan sát trẻ và sau đó trấn an trẻ. Rồi chúng ta không cố móc dị vật ra và đưa trẻ đến những nơi, những cơ sở y tế mà chúng ta thấy rằng có đủ chuyên môn để mà có thể gấp dị vật ra, và hoặc có thể thám sát được cái dị vật bằng cách là chụp hình, soi coi cái dị vật đang nằm ở vị trí nào. Còn đối với những cái trẻ mà đã suy hô hấp, ví dụ như là trẻ có những cái tím tái khó thở thì chúng ta có thể dùng những cái biện pháp, ví dụ như là vỗ lưng ấn ngực, hoặc là những cái trẻ lớn hơn trên 5 tuổi thì chúng ta có thể dùng cái biện pháp là Heimlich cho trẻ. Biện pháp vỗ lưng ấn ngực thì đối với những cái trẻ mà dưới 2 tuổi thì chúng ta sẽ để trẻ ở trên cái lòng bàn tay hoặc nằm sấp trên lòng bàn tay. Rồi chúng ta có thể là dùng cái tư thế là lấy tay phải chúng ta vỗ lên giữa hai cái xương bả vai ở ngoài sau lưng của trẻ. Rồi sau đó chúng ta vỗ 5 lần, chúng ta sẽ lật lên xem có dị vật nào rơi ra hay không ở mũi hoặc họng của trẻ. Nếu có thì chúng ta lấy ra, giúp trẻ lấy ra, rồi sau đó đưa tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra lại. Nếu chúng ta sau khi vỗ lưng mà chúng ta thấy rằng vẫn không có dị vật, chúng ta ngửa trẻ lên vẫn không có thấy dị vật thì chúng ta sẽ thực hiện xem là trẻ có hồng hào hay không hay là tím tái. Nếu mà trẻ vẫn còn tím tái, chúng ta có thể thực hiện cái biện pháp gọi là ấn ngực.
ấn ngực có nghĩa là chúng ta sẽ dùng cái tay của chúng ta đó là ấn vào cái điểm mà chéo giao nhau giữa đường nối liên vú và cái xương ức. Chúng ta sẽ ấn 5 lần ở vị trí đó và sau đó chúng ta sẽ coi có dị vật ra hay không. Chúng ta có thể thực hiện cái thủ thuật vỗ lưng ấn ngực này 5 lần như vậy trước khi mà xe cấp cứu tới tại nhà chúng ta. Đối với những cái trẻ lớn á, chúng ta có thể dùng thủ thuật Heimlich cho trẻ ngồi, lưng của trẻ ngồi dựa vào ngực chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ ôm ngang vào cái vị trí là ở thắt lưng của trẻ, dùng một nắm đấm của chúng ta để vào cái đường giữa ở chỗ bụng, cái vùng thượng vị và cái xương ức của chúng ta, và một tay còn lại chúng ta sẽ bao lên ở chỗ cái nắm đấm đó và chúng ta sẽ làm một cái lực thật mạnh từ trên xuống, từ dưới lên trên và từ trước ra sau, nhằm mục đích là sẽ tác động lên cái cơ hoành, đẩy cái dị vật đó ra khỏi cái đường thở của trẻ. Tuy nhiên cái việc thủ thuật Heimlich này phải được tập huấn trước đó. Nếu cha mẹ vẫn chưa được tập huấn, vẫn chưa làm được thì chúng ta có thể tham khảo những cái đoạn video clip mà với cái nguồn tin cậy để chúng ta có thể được trang bị những kiến thức đó. Rồi sau đó chúng ta trong quá trình mà chúng ta chờ xe cấp cứu hoặc là chờ những phương tiện cấp cứu tới thì chúng ta có thể thực hiện cái thủ thuật này nhằm có thể làm chậm cái quá trình mà dị vật nó rớt xuống, cản trở cái đường thở của trẻ. Dạ, trong cái khoảng thời gian công tác thì những cái dịp Tết như thế này thì bác sĩ Diệm có tiếp nhận nhiều ca bị hóc dị vật hay không? Và phần cuối chương trình luôn thì cũng xin phép nhà bác sĩ có thể gửi đến tất cả quý vị phụ huynh trong việc là chúng ta nên làm gì để phòng ngừa hóc dị vật ở trẻ trong dịp Tết đến xuân về, thưa bác sĩ Diệm. Đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì trong quá trình làm việc của những cái bác sĩ nhi khoa gặp rất là nhiều cái trường hợp hóc dị vật. Thật ra đây thì có những cái dị vật mà chúng ta gặp và chúng ta phát hiện được liền, có nghĩa thông qua bệnh sử chúng ta sẽ phát hiện được liền. Tuy nhiên cũng có những cái dị vật mà bị bỏ quên. Quý vị phụ huynh cũng phải tưởng tượng rằng ví dụ như là không phải là bây giờ tất cả các cha mẹ đều nuôi con và theo dõi sát con. Nhiều khi Tết đó mình bận rộn, mình gửi cho người này, gửi cho người kia. Rồi cái triệu chứng mà hóc như vậy á, nó được bị bỏ qua. Nếu như mà hóc á, dị vật mà nó bị kẹt ở chỗ ngay thanh quản, ngay cái đường thở lớn á, làm cho trẻ tím tái khó chịu á, thì sẽ phát hiện ra được liền. Còn nếu như mà những dị vật mà nó nhỏ, nó có thể lọt sâu vào trong đường thở, thì dị vật đó nó có thể bỏ qua triệu chứng và có thể gọi là dị vật bỏ quên. Và có thể là nhiều tháng, nhiều năm sau chúng ta mới phát hiện. Ở trong Bệnh viện Nhi đồng thành phố thì cũng đã gặp rất là nhiều cái trường hợp mà hóc dị vật, chẳng hạn như là hạt đậu phộng nè, cúc áo nè, rồi những cái đồ chơi nhỏ, những cái đồ chơi nhỏ mà gáp lại với nhau đó, thì trẻ em nó có thể bị hóc, nó hít sặc vào, hoặc nó chơi đùa rồi nó hít vào, lúc nó cùi đùa nó hít vào trong đó. Thì ở tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố phát hiện rất là nhiều trường hợp như vậy. Và chúng ta lưu ý là trong những ngày Tết này, cha mẹ bận rộn, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho công tác Tết, nhưng mà chúng ta cũng phải để ý trẻ nhỏ. Những cái đồ chơi mà chúng ta bày ra cho trẻ chơi thì nó phải phù hợp với lứa tuổi. Những cái đồ chơi ráp lại với nhau thì không có để cho những cái trẻ mà dưới chơi phải đúng lứa tuổi. Ví dụ những trẻ nhỏ nhìn thấy nó anh chị nó chơi, nó chạy lại nó chơi thì nó dễ dàng bị hít, hoặc là những trẻ em nó khám phá, nó tò mò, trẻ này có thể nhét dị vật vào trong trẻ kia. Ở tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã gặp rất nhiều lần. Hoặc là chúng ta cho trẻ ăn, phải cho ăn không có dụ trẻ bằng cách là cho trẻ đang cười hoặc là đang khóc rồi có đút đồ ăn vô cho trẻ. Như vậy rất là dễ gặp cái trường hợp mà khi mà trẻ đang khóc á, cho trẻ ăn thì đút như vậy á, vô tình sẽ nó rơi vào trong đường thở của trẻ, làm cho trẻ bị hóc dị vật, rồi sau đó lại gây viêm phổi, gây những biến chứng đáng tiếc. Dạ, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Diễm trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Và quý vị thân mến, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình. Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau ạ. Là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình có một tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc sức khỏe thật hoàn hảo. Bệnh viện Nhi đồng thành phố, nơi chăm chút mầm xanh.